Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Để từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp đến với các thị trường khó tính, Long An đang nỗ lực tạo dựng chuỗi liên kết sạch. Ruộng bậc thang mù căng chải lên báo pháp. Tin thế giới, hy vọng chấm dứt đại dịch từ Omicron. Thưa quý vị, để tạo hướng đi mới, từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp đến với nhiều thị trường khó tính, thời gian qua Long An đã và đang xây dựng các chuỗi liên kết nông sản an toàn. Việc liên kết sản xuất góp phần nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu của thị trường và ổn định khâu tiêu thụ. Đây là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp để hướng đến phát triển bền vững. Hiện nay, toàn tỉnh xây dựng được 8 chuỗi rau an toàn tiêu thụ chủ yếu tại các siêu thị, chợ đầu mối, bếp ăn tập thể, công ty doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Song song đó, tỉnh có 67 cơ sở với 1.514 hecta sản xuất lúa, rau, quả được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ngoài ra, tỉnh còn có trên 215 mã số vùng trồng được cấp với diện tích trên 15.750 hecta, xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Hoa Kỳ. Trong đó có 190 mã số vùng trồng thanh long, diện tích hơn 11.900 hecta, 7 mã số vùng trồng chanh, diện tích trên 173 hecta, 5 mã vùng trồng xoài, diện tích hơn 86 hecta, 2 mã số vùng trồng chuối, diện tích hơn 190 hecta và 13 mã vùng trồng dưa hấu, diện tích 3.300 hecta. Hầu hết vùng trồng được cấp mã số đều sản xuất theo quy trình sản xuất nông nghiệp sạch như Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ. Nông dân thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất, biểu mẫu giám sát côn trùng, sinh vật gây hại đầy đủ và có tem truy xuất nguồn gốc nông sản. Nhìn chung, các mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đều đem lại hiệu quả thiết thực, giảm chi phí đầu vào, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có đầu ra ổn định. Để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022, từ giữa tháng 10 âm lịch, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Nuôi trồng Thủy sản xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc đã xuống giống vụ dưa lưới Tết. Dù dưa Tết này, anh Hứa Thanh Phú, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Nuôi trồng Thủy sản xã Long Phụng, Cần Giuộc xuống giống khoảng 1.000 mét vuông dưa lưới, ước tính cung ứng ra thị trường khoảng hơn 4,5 tấn. Hiện tại, bên cạnh mặt hàng dưa lưới truyền thống, anh cũng đang thử nghiệm khoảng 100 trái dưa lưới tài lộc. Năm nay, dù dịch bệnh gây ảnh hưởng nhiều, nhưng dưa lưới của Hợp tác xã vẫn có đầu ra ổn định với giá 45.000 đồng một ký. Nói chung thì tình hình dịch bệnh như này thì nói chung là cũng có hy vọng là tình hình dịch bệnh cũng có năng là kiểm soát được. Thì thị trường không chỉ cái dưa lưới mà tất cả các thị trường trái cây khác và sẽ được suôn sẻ, bán suôn sẻ. Nhưng mà trong cái thực tế hiện tại bây giờ là giá cả vật chất thì nói chung là cái gì cũng lên giá. Nhưng mà có khả năng là bên hợp tác xã chúng tôi sẽ cố gắng sẽ giữ là cái giá cũ thì sẽ không tăng giá theo cái hiện tại. Hiện tại cái giá dưa lưới như thế nào ạ? Hiện tại bây giờ là nếu mà đối với loại dưa 2,5 kg đến 3,5 kg thì chúng tôi sẽ ra là khoảng 45.000 một ký. Nhờ được chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chế độ dinh dưỡng nên dưa lưới của hợp tác xã phát triển tốt. Ngoài diện tích phục vụ thị trường Tết, anh mở rộng diện tích trồng dưa lên 2.000 mét vuông và sắp tới là khoảng 3.000 mét vuông. Hiện tại anh xây dựng thương hiệu dưa lưới Long Phụng cũng như đăng ký tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng. Thưa quý vị, nhằm tiếp tục thực hiện hoạt động chăm lo hỗ trợ động viên người lao động và người sử dụng lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thành phố Tân An đã khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp, trình cấp trên thẩm định để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định. Tính đến cuối tháng 11 năm 2021, thành phố Tân An đã chi hỗ trợ 20,6 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, gồm người bán vé số lưu động, người lao động thuộc nhóm lao động tự do khác, chi hỗ trợ cho hộ kinh doanh, công ty, doanh nghiệp. Hiện thành phố đang tiếp tục trình tỉnh xem xét hỗ trợ cho hơn 1.200 hộ kinh doanh và 89 công ty doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Quá trình rà soát tổng hợp đối tượng hỗ trợ đều được thực hiện công khai minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng. Tại huyện Tân Hưng, các xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã và đang tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo nghị quyết số 68 của chính phủ.
Để công tác chi hỗ trợ được chính xác, kịp thời và không bỏ sót đối tượng, các xã thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương rà soát, lập danh sách cụ thể, tổ chức trao tiền hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng và đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19. Trong đợt này, huyện Tân Hưng chi hỗ trợ cho 450 hộ kinh doanh cá thể với tổng số tiền là 1 tỷ 350 triệu đồng. Đây là những hộ có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 12 năm 2021, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Mỗi hộ sẽ được hỗ trợ một lần với số tiền 3 triệu đồng. Bữa nay tôi tới ủy ban xã, tôi lãnh hỗ trợ được 3 triệu. Tôi rất cảm ơn nhà nước quan tâm tới gia đình tôi. Sự hỗ trợ kịp thời và đầy ý nghĩa này sẽ tiếp sức cho các hộ kinh doanh tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, việc học online liên tục do dịch bệnh khiến nhiều sinh viên năm cuối bị chậm tiến độ tốt nghiệp, các học phần thực hành thí nghiệm. Do đó, nhiều trường đại học ở thành phố đã mở cửa đón sinh viên năm cuối trở lại trường. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối được tốt nghiệp đúng thời hạn, ngay từ cuối tháng 11, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho sinh viên tham gia các buổi học thực hành, thực tập, đồ án tại trường. Được đến trường học tập, các bạn sinh viên cũng bớt phần nào lo lắng. Nhà trường đã tạo điều kiện cho tụi em và cho tụi em học với một cái thời khóa biểu nó tốt hơn, là nhiều môn hơn. Nhưng mà nó lại không có quá nặng, tiến độ ra trường của tụi em nó cũng không có phải là quá trễ. Dịch bệnh kéo dài, việc học tập bị gián đoạn khiến cho nhiều sinh viên năm cuối lo lắng không kịp tốt nghiệp ra trường. Nhiều ngành học với đặc thù phải thực hành song song lý thuyết hay làm thí nghiệm, đồ án, thực tập doanh nghiệp khiến không ít sinh viên gặp khó khăn. Ngành em thì học có gặp một chút khó khăn là ngành em phải làm việc trên phần cứng nhiều, được làm việc trực tiếp với các thiết bị thì em được hỗ trợ nhiều hơn. Mở cửa đón sinh viên trở lại học tập, các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều đảm bảo các tiêu chí an toàn. Tất cả sinh viên tham gia học tập phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và đăng ký để được sắp lớp. Giảng viên đứng lớp cũng phải đáp ứng đủ những điều kiện an toàn. Bên cạnh đó, các trường cũng lên kế hoạch học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tốt nghiệp của sinh viên. Đa phần thì các em sẽ tự test hoặc là nhà trường một số phòng khoa ban sẽ phối hợp để mà hỗ trợ các em để các em test khi mà các em vào học. Một cái phòng thực hành thông thường thì sẽ khoảng là 30 sinh viên. Thì nhưng mà trong cái điều kiện này thì các em có thể là chỉ là thực hành thực tập khoảng 12 cho tới 15 sinh viên thôi, cũng để đảm bảo một cái giãn cách nhất định. Các cái phòng thí nghiệm trong nhà trường vẫn mở cửa để cho các nghiên cứu sinh, các cái sinh viên năm cuối, các học viên cao học có thể họ đến trường để họ làm việc. Sinh viên phải sử dụng cái phần mềm BC COVID khi các đến trường. Hiện nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa để sinh viên đến trường học thực hành và làm khóa luận tốt nghiệp. Đặc biệt, có nhiều trường sinh viên năm cuối phải làm đồ án kết hợp với học trực tuyến như Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Y dược, Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Đại học Công nghiệp Thực phẩm. Thưa quý vị, hãng thông tấn Pháp AFP đã giới thiệu với độc giả thế giới về hình ảnh những thửa ruộng bậc thang mù căng chải, Yên Bái, lung linh trong nắng sớm. Nằm cách Hà Nội 300 km về phía Tây Bắc, huyện mù căng chải nằm phía Bắc tỉnh Yên Bái. Hãng AFP mô tả, những thửa ruộng bậc thang ngoạn mục ở mù căng chải có độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, chủ yếu do người dân tộc Mông canh tác. Ruộng bậc thang mù căng chải đẹp nhất vào dịp tháng 9, tháng 10, khi lúa chín nhuộm vàng cảnh quan nơi đây. Trước khi có dịch COVID-19, mù căng chải thường đón rất đông du khách, mang lại nguồn lợi lớn cho cộng đồng địa phương. Trong bài viết của mình, hãng AFP cũng nhấn mạnh, Việt Nam mới đây đã mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Từ tháng 11, du khách quốc tế đã tới đảo Phú Quốc và một số địa phương khác. Sự xuất hiện của biến thể Omicron đang được các nhà khoa học theo dõi sát sao nhằm đánh giá về mức độ nguy hiểm cũng như đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp. Dù còn nhiều tranh cãi, song mới đây, nhiều báo cáo từ Nam Phi và Mỹ cho thấy biến thể Omicron có thể không nghiêm trọng như nhận định ban đầu và biến thể này có thể giúp con người đạt được miễn dịch cộng đồng.
Nếu như một số bằng chứng cho thấy Omicron là loại biến thể lây lan nhanh với các triệu chứng nhẹ đối với phần lớn những người mắc phải, đó sẽ là một yếu tố hữu ích trên con đường đạt đến miễn dịch cộng đồng. Không chỉ nghiên cứu ở Nam Phi, Mỹ cũng cho rằng nếu khả năng lây nhiễm của Omicron cao đến mức mọi người đều mắc phải, nhiều người sẽ hình thành kháng thể tự nhiên để chống lại các biến thể nguy hiểm khác của virus SARS-CoV-2 trong tương lai, và biến thể Delta sẽ dần bị thay thế. Mức độ nghiêm trọng của Omicron có vẻ không cao, và đây là các tín hiệu có đôi chút khích lệ. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ cần thêm vài tuần để tìm hiểu ba vấn đề: mức độ lây nhiễm, mức độ gây bệnh và hiệu quả của vaccine đối với Omicron, và do đó không nên coi nhẹ biến thể mới này cho đến khi có thêm thông tin chi tiết. Các chuyên gia y tế nhận định rằng Omicron sẽ không phải là biến thể cuối cùng, và con người có thể chứng kiến những biến thể nguy hiểm hơn. Do đó, các quốc gia vẫn cần siết chặt các quy định phòng dịch, nghiên cứu sâu về biến chủng mới và đẩy mạnh tiêm vaccine để từng bước khống chế một cơn sóng thần COVID-19 trong tương lai. Điện thoại thông minh, máy tính xách tay và cả xe điện, đây đều là thành quả của sự tiến bộ vượt bậc trong kỷ nguyên công nghệ mới. Thế nhưng, có một vấn đề nảy sinh từ chính những thành quả tích cực này. Bởi vì công nghệ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà con người đang sử dụng quá nhiều những vật dụng điện tử. Theo ước tính, núi rác thải điện tử của năm 2021 nặng khoảng 57 triệu tấn, hơn cả vạn lý trường thành, vật thể nhân tạo nặng nhất hành tinh. Thế nhưng thật đau lòng là chưa đến 20% trong số ấy được thu gom và tái chế. Theo các chuyên gia, việc thu gom và tái chế rác thải điện tử một cách thích hợp là chìa khóa để bảo vệ môi trường. Tại Nga, ngày càng có nhiều công ty quan tâm tới ngành công nghiệp mới mẻ nhiều tiềm năng này. Điển hình như nhà máy Ecotechrom ở Moscow được xây dựng với công suất xử lý 75.000 tấn rác thải điện tử mỗi năm. Nhu cầu xử lý rác thải điện tử để tinh chế lại các nguyên liệu có giá trị đang ngày càng gia tăng ở Nga. Theo Liên Hiệp Quốc, lượng rác thải điện tử của riêng năm 2019 có thể mang về 2,6 tỷ đô la Mỹ nguyên liệu thô thứ cấp. Trong khi đó, tại Singapore, quốc gia có lượng rác thải điện tử nhiều thứ hai ở châu Á tính theo đầu người, nước này đã thực hiện một loạt biện pháp nhằm giải quyết vấn nạn này. Đảo quốc sư tử cũng đang nghiên cứu xây dựng các quy định và hệ thống quản lý rác thải điện tử. Cụ thể, các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu phải cam kết rằng sản phẩm của họ sẽ được thu gom và tái chế. Các chủ cửa hàng bán lẻ lớn của doanh nghiệp phải có những điểm thu hồi đồ cũ. Ngoài ra, họ cũng phải trả thêm một loạt chi phí môi trường cho các công ty tái chế. Nhu cầu cuộc sống gia tăng, rác điện tử vì thế mà cũng tăng theo. Và để không bị ngập trong biển rác thải điện tử, thì ý thức tái chế rác thải, tiêu dùng thông minh chính là yếu tố quyết định. Đến hẹn lại lên, Viện Khoa học Màu sắc Pantone vừa công bố mã màu cho năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên Pantone chế tạo hẳn một gam màu mới cho lựa chọn màu của năm, thay vì chỉ chọn lựa một màu sắc trong bảng màu sẵn có. Màu của năm 2022 có tên Very Berry, là màu xanh của hoa dừa cạn. Very Berry là màu sắc kết hợp giữa xanh lam và tím đỏ, thể hiện thái độ sống vui tươi, tích cực, đồng thời mang cảm giác tràn đầy năng lượng, khuyến khích con người thể hiện sự sáng tạo và dũng khí. Pantone giải thích rằng công nghệ thông tin chính là cảm hứng khi lựa chọn màu của năm 2022, khi sắc xanh cũng thường được nghĩ đến khi miêu tả kỹ thuật số. Lần đầu tiên, một ca sĩ ở Mỹ gốc Việt là Sanjay Takao đã được đề cử vào giải Grammy lần thứ 64 tại Mỹ với thể loại album nhạc cổ điển có giọng hát hay nhất. Đây là niềm tự hào của người Việt Nam, bởi trong suốt lịch sử giải Grammy từ năm 1959, lần đầu tiên một giọng hát nữ của Á Đông nói chung và cũng là giọng hát người Mỹ gốc Việt nói riêng được đề cử tham gia, vì chỉ có 5 album trên thế giới được bình chọn trong mỗi hạng mục. Sanjay Takao có tên thật là Mai Xuân Loan, sinh ra ở bang California, Mỹ, một gia đình gốc Việt. Cô ra trường tại nhạc viện Boston, bang Massachusetts, với bằng Master of Music in Vocal Performance
Nữ ca sĩ đã sở hữu một giọng hát cao mạnh mẽ nhưng lại ngọt ngào cho thể loại nhạc cổ điển và opera. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin thời sự buổi sáng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.